Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan đơn vị không tổ chức du xuân liên quan chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Thủ tướng dự kiến chỉ thị số 03 đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên. Các cơ quan đơn vị không tổ chức du xuân liên quan chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Với các bộ ngành địa phương, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, hạ tầng văn hóa xã hội. Các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án đường bộ cao tốc, khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công các dự án. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất các giải pháp phù hợp về chính sách tài khóa để góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID-19. Khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, trong đó lưu ý đối với nội dung chi đầu tư cần tập trung có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục.